vẽ tranh bằng muối. Đầu tiên chúng ta sẽ phác họa hình mình muốn vẽ bằng bút chì. Tiếp theo mình sẽ tô màu cho bức tranh. Ở đây mình sử dụng màu nước. Khi màu vẫn còn ướt, chúng ta trực tiếp nhắc muối lên vùng cần tạo hiệu ứng. Tiếp theo chúng ta sẽ vẽ màu mình yêu thích cho đến khi hoàn thành bức tranh. Cuối cùng dùng cọ để phủ nhẹ những hạt nước còn sót lại. Vậy là xong rồi, chúc các bạn thành công!